Hello, em xin chào tất cả mọi người nhé. Video ngày hôm nay em lại chia sẻ lại cái cách để một người có thể làm được một chú heo từ 100 kg cho đến 150 kg. Thì với sức một mình có thể làm được. Thì những video trước đây thì em cũng đã làm rồi, nhưng mà nó hơi dài dòng phân tự. Nói chung là thời gian đầu thì cũng không có kinh nghiệm về cắt ép, thì em cũng đã để nguyên như vậy thì nó hơi dài. Các bác xem thì thấy nó hơi khó chịu, bản thân em cũng thấy khó chịu. Thì hôm nay em sẽ cắt gọn để cho các bác nào chưa biết mà tới này xem được video của em sẽ dễ hiểu hơn. Còn các bác nào đã xem rồi thì có thể tham khảo thêm. Thì đầu tiên thì mình sẽ tưới ướt con heo, tưới ướt hết toàn bộ nhé. Nữa là phải tưới ướt hết toàn bộ nếu mình kích bằng điện. Thì như vậy thì heo nó mới không bị cháy thịt, nó không bị đốm thịt ở hai quả mông sau nhé. Thì video ngày hôm nay em sẽ quay chủ đề nó cũng gọi là để cho các bác thấy được là một mình em, mình sức của em để em có thể tự làm con heo được, làm thịt một con heo từ khâu làm xỉu cho đến chọc tiết cả lông cả thịt, tức là không có rượu, không có ai trợ giúp, tức là tự mình khả năng của mình có thể làm được. Thì em sẽ kéo ra xỉu rồi thì em sẽ kéo ra và em tháo tiết. Thì trong video thì có gì thì em nói nó không có đúng thì bác thông cảm. Thì chắc là cũng có những nhiều bác thì kinh nghiệm làm cũng giỏi cũng hay đấy, nhưng mà các bác không có chia sẻ thôi. Thì em chia sẻ cái cách của em, thì các bác nào ở tới này cũng muốn tham khảo với cái nghề này thì cũng tham khảo cái video của em để có thể áp dụng mà làm được giống như em. Thì trên đây là em bắt đầu pha nước để em nhúng cạo lông. Thì cái bồn của em thì em đã chế sẵn rồi, đại khái là nhúng một con heo khoảng độ một tạ sáu quay về. Tạ sáu thì nó hơi chật tí nhưng mà cũng tạm được. Thì nước thì các bác cứ căn hai nóng một lạnh, đại khái như là 70 lít nước nóng thì khoảng 30 lít heo lông dày thì mình có thể thêm nóng lên hoặc là vẫn giữ nguyên là 60 nóng rồi giảm bớt lạnh đi đó. Đại khái là mình làm vài lần là mình sẽ căn được. Thì mình nhúng qua thì bấu mà cảm thấy nó ra lông rồi, bắt đầu mình làm cái chân trước, tức là mình suốt. Các bác phải đeo cái găng tay giống như em ấy, thì nó không bị nóng nhá, chứ tay không mà xỏ cho nó nóng không tuốt nổi đâu. Găng tay cao su em phải lồng hai bên, mỗi bên hai chiếc ạ. Mình bấu qua hết đi, nói chung là những cái phần da mềm ấy, nó hay bị sát, nên là mình bấu trước thì cho nó đỡ bị sát, tí nữa là nó nguội là nó sát ấy. Rồi thì nó đã được rồi, thì đưa lên để em xuất cái đầu trước, tức là bốn cái chân và cái đầu nó khó làm thì mình làm trước đi. Nó có thấy không? Tuốt nó ra nhẹ nhàng không? Thì nhúng pha nước chuẩn thì nó sẽ ra rất là chuẩn, còn nước nóng quá hoặc lạnh quá, nóng quá thì sát mà lạnh quá thì nó không ra được, nên là mình phải căn nước chuẩn. Thì theo tỷ lệ chuẩn thì cứ hai nóng một lạnh, heo lông mỏng thì ta có thể thêm nước lạnh lên chút nữa, hoặc là lông dày thì thêm nóng lên chút vậy thôi. Thì em sẽ dùng tay em tuốt sơ qua cho nó bớt bớt đi, rồi chút nữa em sẽ lấy dao em róc sạch. Thì các bác xem video của em nếu thấy hữu ích thì cho em thêm một lượt đăng ký. Ai đã đăng ký kênh rồi mà xem lại video của em thì cũng cho em xin gửi lời xin lỗi tới tất cả các bác. Thì cái video trước ấy thì em làm nó nói chung là mình chưa có kinh nghiệm, mình nói hơi nhiều, nói chung là lâu lâu ngó lại thì mình cảm thấy nó cũng rất là khó chịu. Nhưng mà bây giờ nó đã đăng lên kênh rồi ấy. Với lại cái video đấy nó được đề xuất cho nên là nó ăn vào cái lượt view nhiều. Bây giờ mà xóa đi thì nó bị ảnh hưởng tới cả cái kênh của em, cho nên là em không xóa đi được. Thì mong các bác thông cảm. Thì các bác có xem được cái video này thì các bác thông cảm giúp em nhé. Còn những ai mà đầu tiên xem video của em thì cũng đừng tiếc thì cho em một lượt đăng ký. Nếu thấy video hay thì like, chia sẻ cho em một lượt chia sẻ thì càng tốt. Em xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thì bây giờ em sẽ dùng dao, thì các bác thuận tay nào thì làm tay đấy thôi. Em thì thuận tay trái, em sẽ dùng tay phải để vịn căng cái da nó ra. Thì em sẽ nghiêng con dao khoảng 90 độ. Thì bắt đầu em róc. Tức là em sẽ không cạo mà em róc. Tới đâu là mình kiểm tra mình từ tay thấy nó mịn nó nhẵn thôi, tức là nó không còn độ nhám nữa thì nó đã được rồi. Thì nó nhám là tức là nó đang còn cái chân lông. Thì mình cạo đi cạo lại vài lần nó sạch. Nếu mà nhúng chuẩn thì nó ra rất là sạch, còn mà nhúng nó bị sống ấy, thì mình cạo nó bị nhám. Cho nên là cái đấy thì chỉ có lấy lam, lấy dao cạo râu ấy, cạo thì may ra thì nó đi được. Thì bây giờ em sẽ cắt cái phần đầu và em treo lên cái cạo của em nhé. Phần đầu này thì tí nữa mình sẽ dùng cò em cò sơ qua, xong em cạo sạch em làm sạch luôn. Đầu rồi chân, chân cẳng cũng vậy. Tí nữa mình sẽ cò sạch mà mình làm sạch luôn. Tức là, khách mua về chỉ việc rửa đi rồi bỏ lên nấu xào gì làm món gì thì làm thôi. Đại khái là mình cũng phải rửa đi các bác, tại vì bàn đồ các thứ này em mổ là ở trên bàn rất là sạch, đảm bảo là thịt rất là sạch, nhưng mà buộc thì về mình cũng phải rửa đi, tại vì qua cái quá trình mình bán ấy, thì người qua người lại gần đường này bụi bặm nó vô. Thì cái cào này thì em dùng bằng tay, tức là cái cào này thì mình cũng nghĩ ra mình mua về mình chế để mình kéo cho nó tiện, đỡ phải dùng sức người. Chứ con heo mà đã như thế này rồi mình cạo lông sạch sẽ thì nó trơn á, thì kể cả hai người khiêng con heo một tạ nó cũng rất là khó rồi. Đó. Nó không giống như là một cái vật cứng mà để tẹt dưới đất thì mổ thì nó rất là bẩn, máu me nó dính nó bẩn lắm, cho nên là em sẽ đã nghĩ ra cách này. Thì em treo nó lên, nói chung là kéo cũng không vất vả đâu, nói chung là nó nhẹ nó không nặng. Thì em cũng tham khảo nhiều ở trên các cái dây chuyền mổ của nước ngoài ấy. Thì người ta dùng những cái dây chuyền cái đường băng rồi cái máy gọi là chỉ bấm bằng tay cái là nó cào lên cái máy đấy thì ngon thật, thì mình cũng thích thật, nhưng mà cái khả năng và cái điều kiện của mình nó không cho phép. Thì làm đỡ bằng cái này thôi, với cái nhu cầu của mình thì làm ít, không ngày ngày con ngày hai con thì không không nhiều. Thì trước khi mổ thì này mình em rót lại một nước nữa nhé, thì để còn cái nào nó sót hay là cái bẩn da bẩn cái này mình cạo cho sạch đi rửa lại sạch sẽ.
Gieo lên như vậy thì rất là sạch nhé. Khi mình mổ ấy, nó không bị dính máu, dính nhấy gì nữa. Rồi bây giờ em tiến hành đã sạch rồi thì em tiến hành em mổ nhé. Em moi ruột. Thì làm như thế này ấy, thì nó rất là tiết kiệm được nhân lực. Nhà nhà thì đơn người chỉ có hai vợ chồng thì vợ nó bán cả ngày rồi. Thì đêm thì nó không phụ mình được. Thì em, cái công việc của em thì em phải làm cái này. Ông mổ xong ra thịt các thứ xong xuôi hết. Thì bà sẽ em phụ trách bán. Thì cái này em cũng phải cắt bớt, nói chung là mình bỏ bớt đi để cho cái video nó đỡ dài dài dòng văn tự, nhiều khúc thì nó nói nhiều quá, nó không đúng chủ đề nữa. Người xem thì làm, chứ thực tế ra thì em cứ làm một con hay hai con thì trong vòng 3-4 tiếng đó là em phải làm xong cho từ A đến Z luôn, nòng đồ các thứ, nòng nòng chín luôn nhá. Đó là cứ cái tầm giờ đó em dậy khoảng 3-4 giờ em dậy là em làm đến 6 giờ sáng là coi như là xong hoàn thiện. Thì mình cũng không, cái này thì cái chú trọng của em tới cái vấn đề nó sạch sẽ, tức là nó phải đảm bảo là sạch gọn chứ không có tính cái chuyện là nhanh hay chậm. Bởi vì có một mình em làm thì nhiều khi cái thời gian chết nó nhiều, nghỉ hút thuốc uống cà phê, đại khái là nó như vậy. Coi như mình làm để làm sao đảm bảo được nó sạch chứ chứ không 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 phải làm để lấy số lượng, cho nên là mình không có tính về cái thời gian được. Bây giờ em sẽ moi hết ruột nó ra. Thì chắc là cũng nhiều bác thì làm nghề này nhiều rồi thì kinh nghiệm cũng cũng khá là nhiều, cũng giỏi, nhiều cách cũng hay nữa. Nhưng mà có thể là các bác không có làm video các bác chia sẻ lên trên kênh thì nhiều nhiều anh em cũng không biết được. Còn đây là cái cách này thì cách nói chung em cũng chẳng học ai hết, tại mình làm thôi, dần dần rồi mình suy nghĩ ra rồi mình gắn ghép, tức là từ đầu thì nó cũng không được như vậy đâu. Thì ban đầu thì cũng một mình tò mò 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 làm, xong rồi sau này đấy thấy nó khó quá, xong rồi từ từ mình mới nghĩ ra những cái thế để mình tạo ra cái thế mình làm cho nó thuận tiện á, một mình có thể làm được á. Đó. Chứ không phải là không có ai học mà vô một cái là mình làm được như thế này luôn đâu các bạn. Phải trải qua bao nhiêu năm trời. Em từ từ bắt đầu mình mới nghĩ ra những cái để mình làm cho nó tiện. Đó. Một người vẫn có thể làm được. Tại vì thấy bước đầu hai vợ chồng nó vất vả quá, vợ nó dậy sớm giống mình tất cả đêm làm nó vất vả. Sau này mới nghĩ ra, còn đi thuê người ấy thì nó tốn chi phí nữa, nơi thì chẳng được bao nhiêu. Rồi sau đó thì mình cắt luôn cái bọng mỡ nhá, với hai cái quả thăn ở trong thì cắt ra rồi, với hai cái mỡ ở bụng đó, mình cắt bỏ đi, tại vì khi các bác lấy heo móc thì về phải cắt đi, tại vì người ta không có các cái đấy đi đâu. Còn như mổ ra thì mình mổ ra thì mình cắt trước, cắt sạch đi luôn. Giờ bắt đầu em cắt phần chân trước, tức là hai cái đùi trước mình tách riêng nó ra để chuẩn bị em đưa lên bàn. Bàn thì em dùng hai cái nhé, cái nào cũng có bánh xe hết, mình có thể đun qua đun lại được đó, cho nên là mình dùng cái cào này xong rồi đó, như có cái bánh xe là em đun cái bàn tới, em cho nó lên cái bàn. Bản đồ này khi nọc thịt xanh xong xuôi em làm xong một cái là bà xã em đưa đi bán. Còn em lo dọn rửa trà bàn, rửa bàn các kiểu, giao thớt các thứ xong là xong nhiệm vụ. Công việc của mình nó chỉ như vậy thôi. Thì nói chung là thấy nó quen rồi thì thấy nó dễ như kiểu mình làm thịt một con gà vậy thôi, thì cũng không có cái gì phức tạp, không có gì khó khăn đâu. Thì một mình vừa từ cái khâu mà làm xỉu dọc tiết cạo lông mổ rồi ra thịt, chứ không có không phải là mổ con heo sạch sẽ xong rồi xong, nhưng mà em còn phải xẻ ra như thế này nữa, đưa lên bàn, sau đó này lọc tách ra từng loại thịt xong xuôi bắt đầu mình mới xử lý cái bộ lòng đó, làm sạch trong người rồi lòng một lòng nó mất thời gian khá là nhiều chứ không phải là chỉ có vài chục phút đâu. Thì cái này gọi đại khái là quay thì em cũng cắt bớt đi để cho các bác xem cho nó khỏi chán. Đấy, thì bây giờ em đã tách xuống rồi, thì tách ra hai quả mông sau và phần hai cái đùi trước và phần ba chỉ và cốt nít. Ba chỉ thì em để nguyên xương nhá, và cắt cũng em cũng tỉa, em cũng tỉa đắp bớt phần gọi là cốt nết, đắp để cho nó vuông cái miếng thịt họ như chỗ tay em đang chỉ đó. Nếu mà mình cắt không có để cái cốt nết vào đó thì cái miếng thịt ba chỉ nó sẽ xấu, nó nổi cái xương kia ra, mình lại phải cắt bỏ cái da ở dưới. Đấy, cho nên là mình cắt làm sao để cho nó cân miếng thịt nó đẹp, nó đồng đều cả hài hòa cả đôi bên để tránh tình trạng nó cũng bị hao nữa đó. Cắt bỏ cho nó vuông, cho nó đều cái miếng thịt của mình. Đấy, như vậy là hai đường ba chỉ mình sẽ cắt như vậy. Rồi tới cái phần cốt nết, hai cái miếng thịt nạc nhất mà nó nằm trên cái sống lưng đó. Thì video này thì em chỉ quay sơ qua thôi vì để về cái cho các bác xem, vì thực tế là một mình em có thể làm được một thịt một con heo từ đầu đến đuôi để cho các bác xem và các tham khảo về cái cách của em làm. Còn chi tiết từng loại thịt rồi nọc như thế nào, tách thịt từ đâu thì trong kênh em cũng đều có những cái video chia sẻ riêng biệt đó. Các bác vào kênh rồi bấm vào video tổng hợp để tham khảo thêm ạ. Bây giờ em sẽ nọc quả mông sau. Nọc tới đâu thì bác phải nấu máu từ đấy luôn nhé.
không có để cho máu nó dây ra thịt, thì nó một khi nó đã dính vào rồi cái bắt rửa hoặc là rửa thì nó sẽ tái miếng thịt nó xấu, nó bẩn, có nước vào là nó hư miếng thịt ngay, nó nhanh hư. Đây là cái xương ống em đã nọc ra rồi, xương ống ở đây thì để thịt các bác nhé. Thì các bác ăn rửa nước thì nó hư thịt mà lâu ấy thì nó không đi được, nhất là cái phần da mà máu nó đã dính vào mà nó khô lại rồi các bác rửa không thể nào nó đi được, nó ngấm luôn vào trong nhé. Cái phần máu này rất là quan trọng, làm sao đừng để cho nó dây ra cái miếng thịt. Nếu nó dây ra thì trong cái miếng thịt của mình nó rất là bẩn, nó bẩn mà nhìn nó xấu, nó dạng giống như kiểu là người ta cứ nói là heo bệnh ấy. Nhưng là cái miếng thịt đẹp, heo khỏe mạnh không sao, nhưng mà mình để cho nó dính máu vô, nhìn cái miếng thịt nó không được đẹp thì tự nhiên khách người ta sẽ đánh giá cái miếng thịt nó sao sao, nó sẽ giống kiểu là heo bệnh ấy. Đó. Cho nên cái phần máu này nó rất quan trọng. Vì vậy mà em không có để ở dưới nền mà em mổ giống như nhiều người đang làm, và theo cái truyền thống các cụ cũng hay làm, lâu lâu làm thịt heo ăn Tết ấy, thì cứ hay để tẹt xuống cái nền này. Xong rồi mổ thì máu nó dây dưa ra, nó rất khó làm. Cái nền của em thì nó cũng sạch, mình xịt nước thì là nó sạch thôi, mình tráng xi măng bóng rồi mà, nhưng mà nó không sạch sẽ bằng mình để ở trên cái bàn được. Bàn thì vẫn phải em dùng hai cái, khi em ra thịt em tách từng khâu miếng một rồi xong xuôi rồi em bỏ lên cái bàn kia, còn cái bàn này chuyên để nọc thôi. Em sẽ cắt bỏ cái phần mỡ màng bỏ rồi hạch đồ đi nhá. Đây là hai cái chân trước, thì mình đã tách cái thịt vai thịt cổ ra rồi, bắt mấy cái màng rồi mỡ vụn đó. Nó dạng như là rồi cái ở cổ nó thì có những cái hạch đó, mình cắt bỏ đi, làm sao để cho cái bắp thịt của mình nó lộ ra ngoài. Cái miếng đó là miếng thịt nách nhé. Bắt đầu mình chặt hai cái chân giò ra trước. Rồi xong rồi tiến hành mình nọc hai quả chân, hai cái bắp giò ra luôn. Cái bắp giò thì cái xương quạt nó có hình như quạt luôn, thì cứ gọi là cái xương quạt hoặc xương ván. Chỗ em thì nọc là phải để thịt như vậy nhé, tại vì một số quán bún người ta đặt thì họ yêu cầu là để thịt càng dày càng tốt. Còn tùy những nơi thì bóc sạch vào sát trong là nột, thì nột thì nó sạch thôi. Đó, hai cái chân trước, hai cái giò đùi trước thì em đã nọc cả rồi, sẽ cắt bớt đi, tỉa bớt những cái phần thừa thợ đi cho nó đẹp miếng thịt thôi. Thì em có những cái video chi tiết ở trong kênh thì các bác vào video tổng hợp để bấm xem nhé. Tại vì ở đây thì em quay đại khái thôi để cho các bác thấy được một mình em làm bằng cách nào, làm thịt một con heo bằng cách nào thì bác tham khảo nhé. Rồi bắt đầu phần đùi sau thì bắt đầu em tách từng miếng ra, em lược bỏ đi rồi tất cả đi cho nó đẹp miếng mấy cái mỡ vụn. Nó sạch máu là được thôi. Cái thời gian mà tách thịt là như vậy, rồi cắt cho miếng thịt nó đẹp nó cũng mất một thời gian khá là dài, nên là em không có quay chi tiết được. Thì sau em sẽ làm video từng khúc một, ai cần cái gì thì em sẽ làm được cái đó cho. Đây là miếng thịt của em đây, thì miếng thịt rất là dẻo và rất là dính, hồng hào đẹp, thịt này làm giò rất là bao chuẩn. Đó. Rồi video của em thì chắc cũng đến đây thôi, thì chắc các bác xem video trước thì các bác cũng hiểu rồi, còn những ai mà chưa xem ấy thì xem cái video này thì cho nó gọn gàng, nói chung là nó đỡ rườm rà, em đỡ nói nhiều hơn đúng không ạ? Đấy, thì cái cơ thịt của em nó vẫn còn dễ dãi rồi. Đây là mình mổ nhanh. Đó, mình mổ ra nhanh, mình tách thịt ra nhanh thì nó không bị chết thịt. Thì thôi, video của em chắc cũng dừng tại đây thôi. Thì em xin chúc các bác thật nhiều sức khỏe. Nhớ đừng quên like, chia sẻ. Và ai chưa đăng ký thì đăng ký kênh ủng hộ cho em. Em xin cảm ơn mọi người rất là nhiều.